Tôi không cảm thấy có bất cứ một áp lực nào. Tôi thậm chí còn chẳng để tâm đến nó. Tôi đã dành cả buổi chiều ngày 9 tháng 7 ở Berlin để ngủ và chơi PlayStation. Tối hôm đó tôi ra sân và vô địch World Cup. Nói đến đây, nhiều người đã biết ngay rằng đây là giai thoại nổi tiếng của một trong những tiền vệ tài hoa bậc nhất mà bóng đá thế giới đã sản sinh. Là một trong những cầu thủ đã từng chơi cho cả ba ông lớn của nước Ý là Inter Milan, AC Milan và Juventus mà mặc nhiên không hề có một anti-fan nào vì tài năng và nhân cách của anh. Đúng, chúng ta đang nói đến Andrea Pirlo. Không chỉ là một trong những lá cờ đầu cho vai trò tiền vệ lùi sâu kiến thiết, Andrea Pirlo còn được biết đến là một trong số ít những cầu thủ có khả năng kéo dài tuổi thọ của sự nghiệp của đội áo số. Trong khi những người đồng đội lần lượt giải nghệ, thì Pirlo vẫn giữ được thứ bóng đá đầy cảm hứng nhờ vào đôi chân ma thuật, nhãn quan sắc bén và cái hồng cực dẻo của mình. Có rất nhiều trường hợp với những cầu thủ không thể thích nghi với tốc độ của bóng đá đỉnh cao khi bước sang bên kia sườn dốc, hay là gặp khó khăn sau khi phục hồi từ một chấn thương nặng. Những biến đổi về mặt thể chất sau độ tuổi 30 luôn là một rào cản to lớn đối với cầu thủ ở giai đoạn ấy. Nhưng Pirlo không phải là một trong số ấy. Anh vẫn duy trì được những tiêu chuẩn để đứng đầu trong trò chơi này. Điều thú vị có lẽ đến từ việc có vẻ như Pirlo chưa bao giờ là một mẫu cầu thủ di chuyển quá nhiều trên sân hay phải thường xuyên tham gia vào các cuộc tranh chấp dù thi đấu ở vị trí tiền vệ. Thứ bóng đá mà chàng tiền vệ tài hoa người Ý này trình diễn đến thế giới đơn giản chỉ là sự tinh tế trong từng tình huống chạm bóng, là những tình huống chuyển đổi trạng thái sắc lẹm và những đường truyền tuyệt hảo. Nói cách khác, nghệ thuật mà Pirlo đem lại chính là đỉnh cao của sự tối giản nhưng lại đầy tinh tế. Bên cạnh triết lý Catenaccio chứ danh của người Ý, bộ não thiên tài bên trong vẻ ngoài đậm chất quý ông của Andrea Pirlo chính là một chiếc chìa khóa giúp Italia hoàn tất hành trình lịch sử tại Berlin, chạm tay vào chức vô địch World Cup, danh giá để níu giữ lại thể diện của họ sau bê bối Calciopoli từng gây rúng động một thời. Andrea Pirlo bắt đầu sự nghiệp tại đội bóng quê nhà Brescia ở vai trò tiền vệ tấn công, hay còn được gọi với danh xưng mỹ miều là trequartista. Tại đây, tiền vệ sinh năm 1979 gây ấn tượng bằng việc giúp đội nhà giành chức vô địch Serie B ở mùa giải 96-97, qua đó giành lấy chiếc vé chơi giải đấu cao nhất của xứ sở mì ống. Còn với bản thân Pirlo, tài năng của anh nhanh chóng thu hút sự chú ý của các ông lớn ở Serie A và Inter Milan là đội đã nhanh tay hơn cả để sở hữu chữ ký của anh. Tuy nhiên, giữa dàn hào thủ của Inter Milan ở thời điểm ấy, việc một chàng trai trẻ chỉ mới 19 tuổi góp mặt trên sân hàng tuần là một thử thách khó khăn. Mặc dù tiếp tục gây ấn tượng khi được cho mượn tại Brescia và Gecina, nhưng thời gian thi đấu của anh Johnny Zazzori lại tương đối hạn chế, hay nói đúng hơn là Pirlo chưa bao giờ tỏa sáng trong màu áo Inter Milan. Cuối cùng, anh bị đem bán sang câu lạc bộ cùng thành phố AC Milan vì không thể đáp ứng được kỳ vọng. Đó chính xác là khoảng thời gian khó khăn nhất trong sự nghiệp của tiền vệ người Ý, nhưng điều đó không khiến Pirlo nao núng. Thay vào đó, anh bắt đầu thay đổi phong cách thi đấu của bản thân mình để thích nghi với những yêu cầu của những người thầy mới. Sau này khi nhìn lại trang sự nghiệp huy hoàng của Pirlo, chủ tịch của Inter Milan ông Massimo Moratti đã nhận xét một cách xác đáng. Điều hối tiếc lớn nhất trong sự nghiệp làm chủ tịch của Inter của tôi đó là bán Pirlo cho Milan. Đó là quyết định của bản thân tôi và rõ ràng đây là một sai lầm lớn. Bằng nhiều cách khác nhau, những nỗ lực của Pirlo dần được đền đáp. Đầu tiên, anh được sử dụng trong vai trò tấn công với mục đích sở hữu kỹ thuật cá nhân để mở khóa phòng ngự đối phương bằng tư duy chiến thuật và khả năng chuyền bóng của mình. Nhưng những hạn chế về thể chất luôn là một rào cản lớn, khiến tiền vệ này luôn phải chật vật trước những máy quét của đội bạn. Tuy nhiên, ở giữa hoàn cảnh ấy, sự nhạy bén của huấn luyện viên đã mang lại ánh sáng nơi cuối đường hầm. Trong khoảng thời gian được cho mượn trở lại Brescia, việc trên chân vào vai trò số 10 của huyền thoại Roberto Baggio là điều không thể. Vậy nên huấn luyện viên của anh ở thời điểm đó, Carlo Maggiore, đã quyết định để anh đảm nhận vai trò phòng ngự, và điều này đã vô tình hồi sinh sự nghiệp của Pirlo. Đây là khu vực mà anh được phép phát huy hết thế mạnh của mình một cách rõ nét. Chuyển đến AC Milan của Carlo Ancelotti vào năm 2001 chính là một bước đột phá của Andrea Pirlo, nơi anh tìm được nửa kia mảnh ghép quan trọng nhất sự nghiệp của mình. Gennaro Gattuso chính xác là một sự bù trừ hoàn hảo mà Pirlo luôn kiếm tìm. Sự xuất hiện của tê giác đã giúp Pirlo chút bỏ những gánh nặng trong nhiệm vụ phòng ngự. Carlo Ancelotti đã để anh chơi tự do và lùi sâu về phần sân nhà để nhận bóng và triển khai thế trận như cách mà anh đã từng thi đấu ở Brescia. Hình ảnh của Pirlo thời điểm đó có thể được liên tưởng với một nghệ nhân điều khiển rối. Anh đã học được cách cầm trịch, phát triển bóng và làm nhiệm vụ sáng tạo từ xa, đánh vào những khoảng trống đã được Gattuso dọn dẹp và rồi khiến AC Milan trở thành một thế lực ở châu Âu.
Bây giờ khi nhìn lại, tôi đã nhận ra bản thân đã mắc nợ gần như là mọi thứ với Marco Maggiore và Carlo Ancelotti, hai huấn luyện viên quan trọng bậc nhất mà tôi từng có. Dưới thời Ancelotti, tôi lập tức được giao vai trò này. Ông ấy đã trao cho tôi một niềm tin to lớn, dù lúc ấy ông có sẵn những cầu thủ kinh nghiệm hơn, là những gì mà Pirlo đã chia sẻ về sự biến đổi trong lối chơi của mình. Tháng 5 năm 2003, Andrea Pirlo lần đầu cùng AC Milan bước lên đỉnh châu Âu bằng chức vô địch Champions League sau loạt penalty cân não với Juventus. Đây cũng là bước đệm đầu tiên để mở ra một trong những bộ sưu tập danh hiệu đáng ngưỡng mộ nhất của đời cầu thủ. Trong 2 năm sau đó, AC Milan với trái tim Andrea Pirlo tiếp tục làm mưa làm gió bằng chức vô địch Serie A mùa giải 2003-2004 và lần thứ hai lọt vào trận đấu cuối cùng tại Champions League. Nhưng rồi Pirlo cũng không thể thoát khỏi những nốt trầm trong sự nghiệp. Ở đêm Istanbul huyền thoại năm 2005, Pirlo là một trong những người đã trở thành nạn nhân của Liverpool trong trang lịch sử riêng của họ. Tuy nhiên, Pirlo lại có cơ hội của mình trong 2 năm sau đó, và tại Olympic Stadium lần này, anh và những người đồng đội đã không mắc bất cứ một sai lầm nào để đòi lại món nợ cũ trước chính Liverpool, qua đó bước lên bục cao nhất tại giải đấu hấp dẫn nhất châu lục. Trước đó, Pirlo cũng hoàn tất một danh hiệu quan trọng khác, hay không muốn nói là chức vô địch quan trọng nhất trong sự nghiệp của anh, World Cup 2006. Thực tế, đó không phải là giải đấu mà Pirlo để lại ấn tượng sâu đậm nhất trong lòng của các Tifosi. Năm 2012, một Pirlo tuổi 33 cùng những màn trình diễn thượng hạng tại kỳ Euro năm ấy mới là những hình ảnh đẹp nhất của anh trong màu áo thiên thanh. Không sở hữu một dàn tinh tú thuộc hàng đẳng cấp thế giới như ở năm 2006, nhưng Italia đã khiến những người hâm mộ đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Đáng tiếc, hành trình đó đã không thể khép lại bằng chức vô địch. Italia đã gục ngã trước ngưỡng cửa thiên đường, trước một Tây Ban Nha quá thống trị ở giai đoạn ấy. Song đó vẫn là một trong những hành trình đáng nhớ nhất của đội tuyển thiên thanh nói chung và Andrea Pirlo nói riêng. Trở về cấp độ câu lạc bộ, năm 2011, Pirlo bất ngờ chuyển đến Juventus sau đúng một thập kỷ phụng sự Rossoneri vì bị cho là không còn phù hợp với những bản kế hoạch mới của đội bóng. Nhưng rồi Pirlo đã đáp trả bằng việc trở thành thủ lĩnh tuyến giữa, giúp lão bà gặt hái 4 chức vô địch Serie A liên tiếp. Ở tuổi 36, khi mà đôi chân của Pirlo đã bắt đầu cho thấy dấu hiệu xuống sức, anh quyết định rời xa quê nhà để kết thúc sự nghiệp ở đất Mỹ. Ở xứ sở cờ hoa, Pirlo chọn gia nhập đội bóng mới thành lập New York City và dành 2 năm tại đây trước khi khép lại trang sự nghiệp lẫy lừng của bản thân. Viết trên cuốn tự truyện, Pirlo chia sẻ: "Tôi hy vọng sẽ chơi càng lâu càng tốt, nhưng tôi không muốn trở thành gánh nặng của cả đội. Khi tôi nhận ra đã đến lúc kết thúc thì nó sẽ kết thúc." Tuổi tác bắt kịp tất cả các thủ, và với Andrea Pirlo cũng không hề có ngoại lệ. Dẫu vậy, không ai dám phủ nhận những đóng góp của Pirlo ở những nơi mà anh đã từng đi qua hay những danh hiệu cao quý mà anh đã gặt hái. 22 năm thi đấu chuyên nghiệp, 17 danh hiệu tập thể cùng hàng chục danh hiệu cá nhân khác nhau chỉ là những giá trị hữu hình mà anh đã mang đến. Bên cạnh đó, tiền vệ tài hoa người Ý còn là người đã đi đến đỉnh cao nhất của vai trò tiền vệ lùi sau kiến thiết, là người đã dùng bằng hết những tài năng và phẩm chất giá trị nhất của bản thân để mang đến cho bóng đá thế giới những màn trình diễn thượng hạng. Và đó là hành trình sự nghiệp của anh, Andrea Pirlo.